xin chào các bạn. Mình đang đứng ở trước chùa Xá Lợi của Vĩnh Long. Chùa này là chùa mình mới xây á, tỉnh Vĩnh Long mình mới xây cũng lớn á. Nhà mình thấy đẹp không? Đó, cổng vô đẹp không? Mình chỉ đứng trước chùa mình quay thôi chứ mình không có dám vô trong. Tại vì hình ảnh như mình không chụp hình được ở bên trong được á. Nè, cái đường vô nó cập. Mình chỉ cần đổ cầu Mỹ Thuận thôi nha, các bạn thấy cầu Mỹ Thuận không? Rồi, đứng đây mình không thấy được cầu Mỹ Thuận rồi. Mình đổ cầu Mỹ Thuận xuống là mình thấy được cái chùa nè. Chùa này cổng xây rất là đẹp nha các bạn. Rất là tôn nghiêm nha. Chùa này lớn lắm, chùa này là hình như cũng lớn nhất miền Tây mình thấy gì á. Vô trong nó còn có tòa bảo tháp nữa. Phật đây rất là linh. Người ta thường nói nơi đây là từng là cái chỗ của Phật, giống như là xuống để ngự chùa ở để thiền nhá. Bạn thấy không? Chùa rất là đẹp nha các bạn. Hai bên cổng có bốn hai vị tướng đứng. Các bạn nào có dịp mình ghé ngang chạy ngang cầu Mỹ Thuận hoặc ghé Vĩnh Long á, mình đổ về đây mình tham quan, mình cúng dường cũng được. Đây là chùa Phật Ngọc Xá Lợi Vĩnh Long. Nơi đây rất là đẹp các bạn. Này nó nằm trên tuyến đường chính luôn á, đường quốc lộ 1A luôn, tuyến đường mà mình đi về mấy tỉnh miền Tây mình được. Tại vì Vĩnh Long mình là giống như trung tâm, mình đi đổ ngang về mấy cái tỉnh mà. Nơi đây rất là tôn nghiêm nha. Nhiều người người ta đến đây người ta cúng bái, người ta trả lễ rất là nhiều. Xe lúc nào cũng đông đúc hết trơn á. Rồi ở đây mình không thấy được cầu Mỹ Thuận nè. Cái cổng ra là thấy đẹp phải không? Thấy uy nghiêm mà. Thế mà mình có dịp về đây mình ghé ngang mình cầu chúc bình an cho gia đình cũng được, cầu chúc sức khỏe. Mình thì cũng hay đi chùa lắm. Hôm nay trời mát nè. Trời mát bây giờ mình đứng đây mình quay được cái clip này cũng khá là hay. Không, các bạn có dịp ghé thăm thì ghé thăm Vĩnh Long mình thì đi ngang chùa này nha.